5 thói quen cực đơn giản giúp tránh nguy cơ đột quỵ mà ai cũng có thể làm được. Thứ nhất đó là không ngồi bật dậy ngay sau khi ngủ, bởi vì khi các anh chị bật dậy sẽ làm thay đổi huyết áp đột ngột và có thể khởi phát cái cơn đột quỵ. Thứ hai đó là uống 1 ly nước ấm sau khi ngủ dậy sẽ giúp bù nước cho cơ thể, đồng thời giúp ổn định độ nhớt của máu cũng như cái độ điện giải của cơ thể đấy. Thứ ba đó là đi tiểu ngay sau khi ngủ dậy sẽ giúp chúng ta đào thải độc tố ra bên ngoài và lấy lại cân bằng của hệ nội môn. Thứ tư đó là không nên ăn quá cay anh chị nhé. Việc ăn quá cay có thể gây ra cái tình trạng co mạch và tăng huyết áp, gây ra nguy cơ khởi phát những cái cơn đột quỵ. Thứ năm đó là hạn chế ăn đồ quá mặn. Việc ăn quá mặn sẽ làm cho cơ thể của chúng ta tăng giữ nước và tăng gánh nặng cho hệ tuần hoàn, từ đó dẫn đến làm tăng cái nguy cơ huyết áp và dẫn đến đột quỵ. Nếu anh chị thấy điều này hay và hữu ích thì hãy chia sẻ cho nhiều người cùng biết để cùng nhau chăm sóc và bảo vệ sức khỏe anh chị nhé. Lương Thị Trang cùng bạn chăm sóc và bảo vệ sức khỏe mỗi ngày.